Xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là 5 đôi vỏ thùng loa Naya Ray đôi 30. Đấy. Đã 5 đôi này còn đôi 30 nữa. Đây là 5 cặp vỏ thùng loa Naya Ray sử dụng cho là loa 30 nhưng lại sử dụng là 2 bát trên một thân thùng các bác nhé. Họng kèn là chính giữa. Đấy. Dòng này thì không biết đây là cặp thứ bao nhiêu rồi, tổng cộng là có gần 40 cặp mà bây giờ nó đến hình như là cặp thứ hai mấy rồi. Khiếp thật. Nên review một phát là các bác mua hàng bát ngát bao nàng ngay. Đấy, biết thế là gia đình có truyền thống buôn hàng to từ bé thì buôn từ sớm thì nguyên. Đấy, đúng không ạ? Những cái hàng này thì phù hợp với các bác nào hôm nay sâu sụng tổ chức sự kiện chuyên nghiệp hoặc là nghiệp dư. Đấy, hoặc các bác nào mà có ý định nên thùng Azay để đi làm sự kiện với cái chi phí đầu tư ra thấp, hoặc là các bác đang có những hệ thống Azay rồi nhưng mà muốn nâng cấp lên dùng cấu hình nó cao cấp hơn. Đấy, đúng không ạ? Hay là thay thế vào những cái thùng loa đã kém, hoặc là các bác nhà nhiều tiền quá dựng loa nghịch để chơi. Đấy, tùy. Bên em thì chiếu hết. Đấy. Hiện tại là những cặp vỏ thùng loa này Azay đôi 30 này bên em bán theo bộ. Một bộ gồm có là hai cặp là 4 thùng này, hai cặp là 11 triệu bao ship, 3 cặp là 15 triệu bao ship. Lưu ý là giá trên là giá cước gửi xe nhé. Còn các bác lấy đến gọi là 4 cặp thôi, 4 cặp là 18 triệu 500 bao ship gửi xe. Đấy, thế là giá 4 cặp với giá hai cặp nó chênh lệch nhiều không nhỉ, đúng không ạ? Đấy, nó ăn nhau chi phí có vận chuyển nhé. Các bác mua ít thì em được lãi nhiều, còn mua nhiều thì em được lãi ít. Đấy. Nói chung là lãi cái công đóng gói này với gánh một tí chi phí cước vận chuyển được các bác ạ. Đấy. Vỏ thùng Naya Ray đôi 30 cao cấp. Đấy. Dưới là xúc kép hầm nhé, xúc kép hầm. Nói chung là nên video này nhiều anh em thợ ghét lắm, nhìn mặt là thấy ghét rồi. Nhìn em đăng video nên thôi là đấy thì thấy ghét rồi. Nên là anh em thợ sẽ bấm cái nút không thích rất nhiều. Nhưng mà bên em thì hỗ trợ cho anh em thợ nhé. Anh em nào mà muốn lấy thì liên hệ trực tiếp, cứ bán giá chung là được. Đấy. Vỏ thùng Naya Ray đôi 30. Đó. Thùng rất là xịn, cực kỳ cao cấp. Thùng bên em là cái hàng cao cấp nhé. Đây em sẽ lấy cái dẫn chứng cho các bác xem. Thùng bên em là cái thùng cao cấp nên là nó mới làm được cái điều này. Cạnh này bắn ốc gen được này. Tay sách này. Đấy, tay sách này cũng bắn ốc gen được này. Đấy, thấy chưa? Đây nữa này. Cái nào cũng vặn gen được hết. Cả trước cả sau, các bác thích kiểu gì kiểu. Được chưa? Như này thì mới gọi là vỏ thùng loa cao cấp được. Chứ còn các bác mua trên thị trường thì em không biết là các bác mua cái hàng như thế nào. Nhưng mà hàng của em đây là tay sách, rồi cạnh đây này đều vặn ốc gen được hết. Đấy, chứ không phải là cái hàng nói mồm thôi. Hàng đây thì em về em chưa vệ sinh nhá, em mới lắp xong thôi. Thì lát nữa sẽ dùng khăn lau lau qua nhé, kiểu như là vết cái băng dính này, người ta dán ở đây này. Đi vận chuyển nó đỡ bị xô cái thành chốt này. Vận chuyển nó không bị xô lên xô xuống này. Đấy. Nên làm nó rất là cẩn thận rồi nên là về dùng nó rất là yên tâm. Đấy. Tất cả các cái đai này thì các bác về bắn vào đây xem. Cứ một đai trên với một cái đai này góc trên này nữa là hết xong. Cái đai này em không lắp sẵn đâu nhá. Thì em sẽ quấn nó gọn vào xong rồi nhét trong hút tay sách này, các bác về tự bắt ốc. Em cho các bác cả ốc luôn. Đấy. Nói chung là những cái hàng cao cấp này thì không phải quảng cáo quá là nhiều. Quảng cáo nhiều cái là các bác cũng ghét, nhưng mà cũng không giới thiệu không quảng cáo thì các bác không biết được cái hàng của em nó như thế nào. Hàng của em thì nói chung là các bác muốn chê hay khen thì tùy thôi. Chứ còn theo mắt của em thì em đánh giá là tương đối đẹp, không đến nỗi xấu. Mặc dù bên em bán hàng rất là khó tính, cực kỳ là gọi là cầu toàn. Nhưng cái này thì em vẫn không ưng nhất là cái sơn của nó. Sơn là sơn sần mịn.
Cái này mà là sơn sần cát thì không phải là đẹp hơn không? Nhưng mà sơn sần mịn này thì các bác chỉ cần một cái khăn ẩm là các bác lau qua cái là sạch. Không như cái sơn sần cát. Sơn sần cát như cái thùng 7 hay 1 năm trong kia kìa. Ui rồi, ôi các bác phải xịt R7 vào, xong là lấy khăn lau qua hoặc là như bàn chải đánh qua. Còn nó đã gọi là bị bám bụi bẩn mốc meo vào nha, các bác chỉ đúng một nước. Đó là gì? Sơn hết. Còn như cái này nha, các bác bụi bẩn thế nào thì bụi bẩn các bác cứ pha hỗn hợp nước xà phòng rửa xe gì ấy. Các bác pha xong là các bác cho vào cái nọ xịt, các bác xịt qua. Xong lấy khăn lau xong là phơi ngoài trời. Ui giời, đẹp tuyệt vời luôn. Đỡ phải tốn tiền sơn nhưng tốn tiền xà phòng. Nói chung là những cái mẫu thùng loa này thì em ưng nhất là cái mẫu thùng nào mà sơn sần cát thì vẫn thích nhất, nhưng còn sơn sần mịn thì không ưa lắm. Đấy, nói chung là bán hàng nó vẫn nói thật như thế cho các bác yên tâm. Thùng lên đây, cái này hậu em chưa nắp đâu nhé, hậu thì lát nữa em sẽ nắp xong. Tất cả họng kèn này, họng kèn này, mấy lưới này em bắt ốc hết rồi đây nhá. Tất cả là chốt dây cao cấp, các bác chỉ cần đặt vào gài đúng chốt dây thế là xong. Lưu ý này, cái này em vẫn thấy một cái điểm nó rất là bất tiện, đó chính là khi mà các bác kết nối giữa dây này và dây trên này, các bác kết nối với nhau thì là các bác phải làm nào là phải một tay đỡ vào gốc tay sách này, hoặc là phải hai người hai bên đấy. Nhưng mà làm một mình thì một tay đỡ gốc tay sách đẩy lên xong là nồn nồn nách nách mã mới vào được, còn hai người thì một người đẩy lên một người nắm đút chốt thôi thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Như các dòng dây cao cấp của JB thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng họ là thiết kế có tay sách, có hốc tay sách gì đó ở đâu đây này, nắm để kéo lên chốt đã, xong bắt đầu mình chốt bên kia. Đấy. Chứ còn như thế này thì cũng hơi khó. Đấy. Chốt này rất là chắc chắn nha. Đấy. Chốt này nó đều luôn. Ấn hai chốt đằng trước, hai chốt đằng sau này. Ngay bằng tay nó không kêu này. Như các loại dây rẻ tiền ấy là các bác chỉ cần hơi đung đưa ngón tay vào đây thôi, cái nó cọc 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 nó lên thôi. Những cái loại này thì nó không kêu kiểu ý. Bởi vì lực của nó tỉ nên nó đều. Cho trước đây. Đấy. Chốt. Đấy. Đây. Đó. Con này dây nó nóng hay sao ấy. Đấy, rất là tiện. À, nó đang bị kẹt bi này. Và sao giúp phát nó ra ngay. Nó đang bị kẹt bi. Ok nhá, thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm cái vỏ thùng loa Naray đôi 30 này thì liên hệ trực tiếp với em. Em bán đang theo bộ 2 đôi 11 triệu, bộ 3 đôi 15 triệu. Đấy. Các bác thích thế nào thế. Sau này các bác bảo là chú cho anh cái tem NEXO đậu góc này được. Hay là chú cho anh cái tem JBN nó đậu giữa này được, không vấn đề. Còn này nắp lên như này đã. Nên các bác nào thích cái gì thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Bên em thì chuyên hàng sự kiện rồi, mấy cái hàng gia đình sau chắc khi bỏ rồi. Như cái mẫu 715 này, 718 là cái quài xương nhất rồi, đúng không ạ? Các mẫu full đơn 40 là quài xương nhất, là sau em có bán rồi. Còn lại sắp tới thì chuyển sang dài hết. Còn các cái mẫu như vỏ thùng loa gia đình thì các bác nào đặt em mới đấy thôi, chứ còn em là không lấy sẵn đâu. Đấy. Ok các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì lại trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.